gọi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhân dịp Quỳnh được tạp chí Time của Mỹ chọn làm một trong những nhân vật của năm. Tháng 5 năm 1927, phi công Mỹ Charles Lindbergh thực hiện một chuyến bay lịch sử xuyên Đại Tây Dương do không chụp được ảnh của Lindbergh để đăng lên bìa tạp chí vào thời điểm sự kiện này diễn ra. Tạp chí Tham đã bình chọn Lindbergh làm nhân vật của năm để được đăng ảnh Lindbergh lên trang bìa của một số báo cuối cùng trong năm đó. Kể từ đó, mỗi năm một lần, các biên tập viên của Tham đều bầu chọn những người ảnh hưởng nhiều nhất đến các sự kiện trong năm, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực làm nhân vật của năm. Qua thời gian, việc bầu chọn này trở thành một sự kiện truyền thông được chú ý. Ngày 11 tháng 12 năm 2018, tạp chí Tham gọi những phóng viên bị giết hoặc bỏ tù là những Guardians, người bảo vệ, và chọn họ làm nhân vật của năm 2018. Một trong những phóng viên được chọn để đăng ảnh là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người từng bị kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Tạp chí Tham giải thích rằng những phóng viên này được chọn vì đã dám chấp nhận những rủi ro lớn trong việc thao đuổi sự thực, vì dám tiến hành cuộc điều tra tuy không hoàn hảo nhưng thiết yếu để tìm kiếm sự thật. Trong tuần qua, nhiều tổ chức và các cá nhân chống đối đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này để ca ngợi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Họ gọi danh hiệu nhân vật của năm là danh hiệu hàng đầu của tạp chí Tham là cuộc bầu chọn có uy tín bậc nhất toàn cầu để thuyết phục độc giả tin rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vì bảo vệ sự thật như cách mà Tham mô tả. Có một ngạn ngữ rằng một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Để bảo vệ sự thật, phóng viên phải đưa tin đa chiều, đầy đủ và để qua kiểm chứng. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thường đưa thông tin một chiều, thiếu hụt và không qua kiểm chứng để phục vụ động cơ chính trị của mình. chẳng hạn cáo trạng trong phiên xử bà Quỳnh có đoạn sau. Trong chuyến vận động nhân quyền ở Washington và New York mới đây, bà Quỳnh đã phát biểu rằng Trung Quốc cố tình cho nhà máy thép Formosa xả thải để chiếm biển Việt Nam, rằng Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng trung thành tuyệt đối với Trung Quốc và Mỹ cần can thiệp để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Chúng tôi thấy những phát biểu này giống các thuyết âm mưu của một kẻ muốn kích động đám đông hơn là những cố gắng nghiêm túc để truy tìm sự thật của một nhà báo.